Ủa Nhân làm gì vậy? Nhân làm gì vậy? Làm gì vậy? Thì má đòi ngồi cái ghế này. Này là ghế gì này? Ghế gì vậy hoài? Cái này là ghế gì hoài mà nguyên? Hả? Ghế gì? Ghế lùi. Nè cho mẹ ngồi nè. Đây để cho mẹ ngồi. Lùi dữ vậy? Sao mẹ trôi như trôi còn tuột vậy mẹ? Mẹ chết luôn. Lên vậy. Chết cha. Khán giả gì cười dữ vậy? Trời ơi. Đang ngửa đó, đang ngồi chứ. Này Lê Giang ngồi được mẹ. Lê Giang thử coi cô có cấn cái vú không? Mẹ ngồi được, mẹ ngồi được. Cái này giống rồi, tại vì mẹ nặng. Mẹ ngồi được nè, nhưng cái ra cho mẹ ngồi. Vô á, vô. Ờ, mặt chảnh liền nha, mặt xanh. Ê, ngon à, trọn vẹn à. Mẹ tao mà. Mẹ tao. Coi chừng. Ồ, đủ, mẹ không có đẹp, mẹ dễ chịu. Trời đất ơi, cái ghế này 500 đô. Trời ơi, thiệt tình, mua cái cục miếng vải 500 đô. Hôm nay xuống luôn nè. Thằng nào mẹ mua không rẻ thôi. Chồng. Vẹn ra Nhân. Cầm nha, cầm máy nha, cầm máy nha. Một, hai, ba. Hay quá, hay quá. Mẹ vỗ tay kìa, quay qua mẹ vỗ tay kìa, hay quá. Có mình mẹ khen đó hả? Dạy mẹ. Ta thì còn vỗ tay, chứ còn con vợ nó làm rồi nè. Xem. Tao xả mày nghe mày tên không? À, xả đi. À. Trời ơi. Con dao sẵn luôn ghê thiệt. Trời. Á kìa anh, á kìa.